Rồi chúng ta tiếp tục giải câu chất béo nha. Chất béo ít gồm các triglycerid bằng trăm khối lượng thất bành và hydro trong ít lần lượt là 77,25 và 11,75%. Xà phòng quá m gram ít bằng cao hát dư đun nóng thì được 2 gram muối mà khác cứ 0,1 m gram ít hưởng tối đa với 5,12 gram và rơm trong dung dịch. Giá trị của A là, rồi ở đây chúng ta quy về HCO3 là C3H5, đặt đây là amon, CH2 là B. Số mol brom em lấy 5,12, chúng ta chia cho 1,60 để ra được là 0,032 mol. 0,032 này chúng ta ở đây chúng ta lấy gấp 10 lần lên thì ra được em trong m gram. Vì vậy em nhân cho 10 là 0,32. Và nhớ cái này khi chúng ta rút chất ra là dấu âm. Chúng ta có phần trăm của carbon. Lúc này là 6 carbon là 6A cộng cho B là 6A cộng B nhân cho 12 chia cho khối lượng M là bằng 0,7725. Phần trăm của hydro ở đây là 3 cộng cho 5 là 8, như vậy 8A cộng cho 2B trừ cho 0,32 nhân cho 2 là 0,64 chia M nghĩa ra được là 11,75% là 0,1175. Ngoài ra các em còn có phần trăm mô, em lấy 100% chúng ta trừ 77,25 trừ cho 11,75 thì nó ra được là 11%. Như vậy phần khối lượng ô ở trong này là 3 nhân 2 là 6A, như vậy 6A nhân cho 16 chia M bằng 0,11. Thì đây các em giải hệ ba ẩn A, B và M ra, chúng ta giải ra được A là 0,11, B là 5,52, C là 96 và đơn vị chỗ này là ra gam, trên này là mol. Rồi khối lượng muối ở đây chúng ta thủy phân thì chỗ này nó ra được là 3HCOK, nhờ chỗ này là 3A, CH2 và H2 không đổi chúng ta cộng lại. Thì chỗ này là 3 nhân cho 0,11 là 3A. Chúng ta cộng cho 14 nhân cho 5,52 trừ cho 0,32 là của hydro. Đó. Nhân cho 2 thì cái này ra được là 104,36. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B.